Đấy. Xong ăn cái gì đấy? Sồng tôm mí à? Bụng con á. Thôi không ăn. Dạ. Ăn dở hơi thế mà cũng ăn. Thôi. Đau bụng. Bà tặng kiểu có bà xong thấy thù rồi nè. Thế luôn lúc lúc chồng chồng đi chồng nhìn xem mấy cái cửa nó đóng cửa chưa sung dậy từ lâu rồi thì không phải cười. Thế bố cho Su ăn cái gì đây nhỉ? Bố cho Su ăn cái gì đây? Mì tôm. Mì tôm. Mì tôm. Cay không con? Cay không Su Su? Cay nhỉ? Cay thế? Tẳng ghét. Con không xin bố à? À! Đau mẹ! Đánh cái đít chẳng cái rồi ạ. Cốt liền!